Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SVTN, nhằm giúp cho các cụ lớn tuổi có dịp gặp gỡ vui xuân nhân Tết cổ truyền của dân tộc, Hội Người Việt Cao Niên thành phố Philadelphia và vùng phụ cận đã tổ chức buổi tiệc mừng xuân Bính Thân 2016 vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 2 năm 2016 nhằm ngày 30 Tết tại trụ sở của hội. Kính mời quý khán thính giả theo dõi một số những hình ảnh về sinh hoạt mừng xuân của Hội Cao Niên thành phố Philadelphia. Tôi xin chào mừng tất cả quan khách cũng như là các mạnh thường quân cùng hội viên đã đến tham dự buổi họp mặt để chào đón cho năm Bính Thân tới của 2016. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã dành thời giờ để đến chung vui với chúng ta trong buổi họp mặt ngày hôm nay. Năm hết Tết đến, tức là ngày thường xuyên mà chúng ta thường hay tổ chức ở đây. Nhưng mà năm nay là năm đầu tiên của ông hội trưởng mới để tổ chức ở đây, mà với sự hiện diện đông đủ này là một niềm vui, một vinh dự lớn lao mà quý vị đã dành cho chúng tôi. Kính thưa quý vị, mình đến xứ người, chúng ta gặp nhau rất là khó khăn, nhưng mà ở đây là một nơi, một cơ hội để chúng ta đến với nhau, thành ra ngồi lại với nhau để chung vui với nhau, nói với nhau một tiếng nói, ăn với nhau chung một thức ăn của dân tộc mình thì một hạnh phúc nào bằng. Phải nói rằng đây là lần thứ nhì trong vòng một năm mà cộng đồng người Việt quốc gia của tiểu bang đến tham dự ngày họp mặt của Hội Cao Niên. Amen. Phải nói rằng sự sinh hoạt của Hội Cao Niên, những bậc lớn tuổi, cộng đồng rất là quan tâm về vấn đề sức khỏe. Từ những cái toa thuốc hay những cái vấn đề mà quý Hội Cao Niên đi bác sĩ thì cộng đồng cũng rất theo dõi. Và tiện đây thì chúng tôi thay mặt cho cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Pennsylvania, chúng tôi xin chúc mừng năm mới ông hội trưởng, quý ông bà trong ban chấp hành và tất cả quý bác quý cô trong Hội Cao Niên. Xin chúc các cô các chú các bác năm mới thật là dồi dào sức khỏe và tiếp tục vẫn vui vẻ sinh hoạt và tiếp tục cố vấn cho cái giới trẻ của tụi cháu. Nguyễn Đình Toàn tường trình từ Philadelphia.